Đấy nhá anh em nhá. Xe ba bánh lại về với khách đây. Đây một chiếc màu đỏ. Mình trước khi đi kiểm tra giao cho khách thì mình sẽ kiểm tra là đầy đủ phụ tùng rồi là chạy có tốt hay không, có vấn đề gì không, bởi vì vấn đề là Trung Quốc có thể là nó hơi phức tạp một chút. Đây mình sẽ tháo ra một chiếc kiểm tra ký thật ký. Tất nhiên là trước nào mình cũng sẽ kiểm tra rồi. Đầy đủ hết cùng. Anh em bây giờ chỉ có chục chiếc thôi, không có nhiều lắm. Đây là một chiếc màu đỏ và đun. Đây là một chiếc màu đen. Lô này có màu đỏ nhiều, đỏ và đen form chủ yếu. Đây là một chiếc màu xanh tím than. Lô này chỉ có một chiếc này. Rồi là màu đen, màu đỏ, màu trắng, màu đen. Mọi chi tiết anh em liên hệ trực tiếp nhé, hàng vừa về cập cảng, hàng ba bánh vừa về cập cảng anh em nhé, vừa về cập cảng anh em ủng hộ. Đây là mặt hàng chủ yếu của mình, có chữ AMG đây, có chữ AMG ở trên đầu đây, đây là hàng của nhà mình, AMG. Khiển đầy đủ sạc những cái hàng bảo hành, nếu mà anh em có bảo hành hay gì đồ có chân đệ bước đây, rồi là cản sau này, ở đây là đèn là limit luôn, thích cho 1-2 bộ cũng được. Đấy, rất nhiều mong anh em ủng hộ kênh của mình và ủng hộ những mặt hàng bên mình đang có. Cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi ạ.